Chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục học thành ngữ tiếng Anh qua video clip cùng Anh ngữ Thiên Ân. Trong chuyên mục kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu thành ngữ Don't Jinx Me xuất hiện trong bộ phim Brass Status. Giờ đây chúng ta sẽ cùng xem đoạn phim có chứa câu thành ngữ này nhé. These are competitive schools, Troy. Try not to put too much pressure on yourself. My counselor thinks that I'll get into pretty much everywhere I apply. The kid's going to Harvard. They'll jinx me, dude. Như vậy, câu thành ngữ này có nghĩa là gì? Chúng ta hãy cùng xem lại đoạn trailer với phụ đề tiếng Việt để hiểu hơn về nó nhé. Khi biết Troy, con trai của mình, thể hiện ước mơ muốn học tại Harvard, thì Brad, người cha, đã thể hiện được sự vui mừng và tự tin. Khi nói chuyện với nhau trong quán ăn, thì ông đã thể hiện được sự tự tin rằng mình sắp có người con học tại đại học Harvard. Tuy nhiên, người con lại nói Don't jinx me. Như vậy, Don't jinx me có nghĩa là gì? Câu thành ngữ này trong tiếng Anh mang ý nghĩa là đừng mang điều xui quẩy đến với tôi, đừng làm tôi xui xẻo. Ngụ ý của người con muốn nói rằng là khi điều gì đó chưa chắc chắn thì ba đừng gây áp lực cho con. Một câu thành ngữ khá hay đúng không nào? Các bạn hãy lưu lại để sử dụng trong ngữ cảnh phù hợp nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tiếp theo.